Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO nhé. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một cái kèo nữa là con Meta Spatia. Đây là một cái dự án của Việt Nam các bạn nhé. Dự án này có ký hiệu là SPAT. Dự án này đã list ở CMC và có ra đầm là khoảng 980 slot nhé. Game của Việt Nam và partner hỗ trợ rất là nhiều. Đây các bạn thấy cái partner hỗ trợ này. Backer khá là nhiều. BSC rồi Game Phi rồi MXC rồi các thứ nhá. Nói chung rất nhiều X21 này. Đấy. Tem thì ở đây nhá. Hiếu Trần là bạn CEO của dự án này. Thì chúng ta chủ yếu là kiếm free thôi, còn bạn nào mà muốn chơi game thì các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn cái dự án này nhá. Trời ơi, tôi ấn vào đây mà sao nó không được vậy. Loát lại nha. Đây, mọi người ấn Start nha. Khoảng 10.000 đô la mọi người nhé, dự án này. Đây là cái thông tin đây. Top 20 rep thì sẽ nhận được 500 token. Top 20 thì khó lắm, mình chắc là không không lọt được top đâu. Đấy, cho nên là chúng ta mong là chúng ta sẽ lọt được ra đầm thôi. Đấy, chúng ta sẽ ấn vào Join ở đây một cái này. Join một cái ở đây nữa là hai nha. Hai cái group ở trên Telegram nhé. Tiếp theo là chúng ta theo dõi Twitter. Con này thì cũng khá là nhiều à, khá là ít cái yêu cầu. Chúng ta ấn check rồi iRock submit don đây, Twitter này, tag ba bạn bè và dán profiling. Ok, chúng ta sẽ vào trong Twitter nhé, mọi người sẽ ấn follow. Dự án này đang có khoảng 55.000 thành viên. Like Red Train. Đấy, xem nó có yêu cầu tắt cái gì không? Có nhá. Chúng ta tắt cái này. Ok chưa? Dưới thì mọi người ấy vào hai ba bạn bè nhá. Tắt cho mình ba bạn bè. Ok chưa? Các bạn ấn vào profile nha mọi người. Chúng ta sẽ copy lấy link. Rồi, chúng ta sẽ submit cái YouTube channel nha. Thì chúng ta sẽ đổi cái đấy. Đăng ký xong mọi người vào kênh của mình nhé. Copy lấy cái link này, dán vào đây. Tiếp theo là mọi người ấn vào add cái whitelist ở trên mạng CoinMarketCap nha. Thì yêu cầu các bạn sẽ phải có một cái tài khoản nhé. Đấy, ở đây. Chúng ta có tài khoản nhé. Ok. Phải chuyển ngay không tí nữa lại quên. Ok, chúng ta sẽ ấn vào don. Chúng ta sẽ dán vào ví nha mọi người nhé. Ví chúng ta vẫn sử dụng ví BSC của mình thôi nhé. Ở trên MetaMask nha mọi người. Đấy, như thế là xong đấy mọi người ạ. Ok chưa? Ui, nó chưa chạy luôn đấy mọi người. Các bạn chờ một ít để nó chạy nhá. Đang thì chắc là cái mạng nó yếu quá đấy. Đây, ok. Đây, withdraw thử xem nào. Sau khi mà nó sẽ trả trong vòng 5 giây sau khi mà IDO nó trả IDO xong rồi nó sẽ trả mình nhận nhá mọi người nhá. Phần top reps này. Wow, toàn nước ngoài thôi mọi người ạ. Trời ơi, toàn nước ngoài thôi à. Ui, bạn này pro thật đấy, 2.000 mấy người này. Trời, ít nhất cũng 600 mới loạt top 20 nha. Bạn tiểu đào 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 gì đây, 717 đây. Trời, kinh nhỉ. Toàn những bạn top rep của nước ngoài thôi, có mỗi bạn này của Việt Nam này là vào thôi. Mình thì không được đâu. Đấy, may lắm thì được 15 bạn thôi. Rep link nhà các bạn copy lấy link giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia nhé.
Link mình sẽ để ở bên dưới video phần mô tả hoặc là phần hiển thị thêm cho các bạn cùng tham gia dự án này nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ mình nhé. Các bạn nhớ đăng ký cái kênh Telegram của mình nhé. Đây, kênh iRob Bounty nhận coin free Kizumi nhé, tên đấy. Để các bạn để chúng ta sẽ update những cái dự án lên đây cho mọi người nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.